Từ khi Đà Nẵng mở lại các chuyến bay nội địa, thành phố đã đón đưa hơn 1.000 hành khách. Các chuyến bay đều diễn ra an toàn, thuận lợi. Việc đảm bảo an toàn cho các chuyến bay được thành phố thực hiện thận trọng, kỹ càng để từng bước khôi phục hoạt động vận tải hành khách bằng đường hàng không. 8 giờ tối ngày hôm qua, ngày 12 tháng 10, chuyến bay thương mại nội địa mang số hiệu VN7128 chở 25 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng an toàn. Theo sự hướng dẫn từ các nhân viên sân bay, hành khách di chuyển ra ngoài xếp hàng đảm bảo giãn cách để làm thủ tục khai báo y tế, quy trình bài bản đảm bảo phòng chống dịch. Toàn bộ hành khách đều rất hài lòng và an tâm về chuyến bay và khi làm các thủ tục tại sân bay. Tất cả các thủ tục đều an toàn, với lại các bạn làm rất tốt, làm rất nhanh. Với phương thức phòng chống dịch thì mình cảm thấy là rất tốt. Nhân viên hàng không ấy là có ý thức trong phòng chống dịch. Mình thấy sung sướng là được đi về quê. Từ Sài Gòn mà về tới thành phố Đà Nẵng thì mình thấy là rất là an toàn. Khi thành phố kích hoạt lại đường bay nội địa, từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã thí điểm đón 9 chuyến bay đến và thực hiện 7 chuyến bay đi với hơn 1.000 hành khách. Các chuyến bay đều diễn ra thuận lợi. Công tác chuẩn bị cho các chuyến bay được Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với Cảng vụ Hàng không Miền Trung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng thực hiện chặt chẽ. Theo công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng chống COVID-19 đối với người dân đi đến trên các chuyến bay nội địa tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Với chương trình Hành lang Xanh thì Cảng không tới Đà Nẵng đã áp dụng các quy trình phòng tránh COVID trong tất cả các khâu, từ khi đảm bảo an toàn cho hành khách, từ khi người ta đến tại nhà ga, thực hiện các cái tác nghiệp trong nhà ga và khi hành khách rời khỏi nhà ga. Về cơ sở hạ tầng thì toàn bộ những cái trang thiết bị, các cái điều kiện theo yêu cầu của cơ quan y tế thì đã được chúng tôi thiết lập, chẳng hạn như là các cái vách ngăn, các cái hệ thống giám sát về nhiệt độ, các cái hệ thống kiểm tra QR code khi khách đến sân bay. Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong giai đoạn bình thường mới, việc phân luồng hành khách thực hiện theo các nguy cơ. Các chuyến bay trong vùng xanh thì được phân luồng riêng và chuyến bay từ các nơi có nguy cơ thì được phân luồng xanh. Sắp tới, thành phố sẽ đón lượng khách du lịch nội địa. Việc tổ chức các chuyến bay với điều kiện kiểm soát phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt sẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn trong mắt du khách và trên hết là đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19.